vị thân mến, trong những năm trở lại gần đây, mỗi thiết kế nhà phố hiện đại đang được rất nhiều các chủ đầu tư quan tâm, đặc biệt là những chủ đầu tư trẻ tuổi đang sinh sống ở những thành phố lớn với phong cách thiết kế được đơn giản, tinh tế và phù hợp với nhịp sống thời hiện đại. Trong số video ngày hôm nay, Kitong Home sẽ gửi tới quý vị tham khảo mỗi thiết kế nhà phố 2 tầng, thiết kế 3 phòng ngủ với chi phí đầu tư chỉ từ 800 triệu. Và để hiểu thêm nhiều hơn về những thông tin thiết kế kiến trúc, nội thất và những chương trình ưu đãi đến từ Kitong Home, quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất đến từ đơn vị. Quý vị thân mến, chủ đầu tư của mẫu thiết kế ngày hôm nay là anh Nguyễn Văn Tuyên, có địa chỉ tại phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nhận được thông tin đầu tư của gia đình, đội ngũ kỹ sư của Kitong Home tại khu vực phía Bắc đã có mặt tại khu đất xây dựng của gia đình để tiến hành đo đạc và khảo sát. Gia đình anh Tuyên sở hữu một lô đất góc với tổng diện tích là hơn 200m². Dựa trên những thông tin về đo đạc diện tích, đặc điểm của khu đất cũng như mong muốn về công năng và chi phí đầu tư của gia đình, Kita đã gửi tới bản thiết kế công trình nhà phố 2 tầng, công năng 3 phòng ngủ. Và để hiểu thêm về ý tưởng thiết kế của công trình nhà ở này, mời quý vị sẽ cùng nhau tham khảo thông qua phối cảnh 3D thiết kế kiến trúc và công năng. Phần ngoại thất của công trình này được gây ấn tượng với thiết kế hình khối và màu sắc bắt mắt với tông màu tươi sáng chủ đạo, màu sơn trắng phối hợp với màu vàng nâu và các vật liệu trang trí. Với mẫu thiết kế hiện đại, tại vị trí của các mảng tường, khung cửa sổ, chúng tôi đã thiết kế uốn vòm với những đường cong mềm mại, tạo sự uyển chuyển và cuốn hút cho ngôi nhà, khác biệt hoàn toàn với lối thiết kế của nhà phố truyền thống. Và dựa trên vị trí của khu đất, kích thước của mặt tiền, chúng tôi đã tính toán và lựa chọn vị trí lấy sáng của cửa đi và cửa sổ, tạo không gian mở và thông thoáng cho ngôi nhà. Diện tích lấy sáng được ưu tiên thiết kế chiếm hơn 50% diện tích của công trình. Bằng việc sử dụng hệ thống cửa kính hiện đại và lan can kính cường lực sẽ khiến cho công trình càng trở nên đồng bộ và cuốn hút. Và để hạn chế được ánh nắng trực tiếp từ bên ngoài vào buổi chiều, cũng như tạo khoảng không gian riêng tư dành cho gia đình, chúng tôi đã gợi ý thiết kế rèm tại vị trí của các cửa đi và cửa sổ từ màu sắc cũng như kích thước của chiều dài để giúp cho không gian sinh hoạt bên trong được khoa học, cân đối và bên ngoài của công trình được đảm bảo tính thẩm mỹ. Và để tạo thêm được những khoảng xanh bắt mắt dành cho công trình này, chúng tôi đã tư vấn vị trí của các bồn hoa phía trước mặt tiền và khoảng không ban công tại tầng 2. Hệ lan ban công tại khu vực tầng 2 của gia đình sẽ là một điểm nhấn trang trí ngoại thất khi kết hợp với việc trồng các cây phong lan. Quý vị khán giả có thể tham khảo chi tiết này. Quý vị thân mến, một ngôi nhà đẹp không chỉ có phần ngoại thất bắt mắt mà công năng bên trong cũng cần phải được tính toán và phân chia hợp lý, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Và với diện tích sàn có kích thước của chiều dài là 5,93m và chiều sâu là 12m, chúng tôi đã tính toán và bố trí dành cho gia đình lần lượt có. Tại khu vực tầng 1, từ cửa chính ra vào sẽ là không gian của phòng khách thiết kế rộng 18,14m². Cạnh với phòng khách là khu vực bàn ăn và khu bếp nấu, diện tích rộng 19,22m², thiết kế nhiều ô cửa sổ để lấy sáng và thoát khí. Cạnh với phòng bếp sẽ là phòng ngủ 1 của gia đình, diện tích rộng 10,58m². Khu vực vệ sinh chung được bố trí bên ngoài với diện tích 3,84m². Tầng 2 của gia đình sẽ được thiết kế 2 phòng ngủ và được bố trí hai bên của cầu thang di chuyển lên tầng 2. Diện tích của hai phòng ngủ này lần lượt sẽ là 14,35m² và 10,96m². Cả hai phòng ngủ này đều là phòng ngủ thường. Điểm cộng của phòng ngủ thứ hai là sẽ có thêm khoảng ban công phía trước. Phòng thờ của gia đình sẽ được thiết kế cạnh với phòng ngủ thứ hai với diện tích là 8,24m² và có khoảng ban công rộng thoáng ở phía trước. Cuối cùng là khu vực vệ sinh chung và khu giặt đồ của gia đình. Diện tích của khu vực này sẽ là 3,66m² và được bố trí phía cuối của công trình. Mời quý vị khán giả quan tâm sẽ cùng nhau theo dõi những thông tin và thông số thiết kế đang được hiển thị phía trên của màn hình.
Quý vị thân mến, vừa rồi là một video ngắn giới thiệu về công trình nhà phố 2 tầng với chi phí đầu tư chỉ từ 800 triệu. Nếu như quý vị yêu thích mẫu công trình này và mong muốn được Guitar Home tư vấn và thiết kế, quý vị chỉ cần nhấc điện thoại của mình lên và liên hệ với chúng tôi thông qua những số hotline đang được hiển thị phía trên của màn hình hoặc để lại thông tin của mình phía dưới phần bình luận để được đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ sớm nhất. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành sự quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!